Rồi, ngồi đi anh Trang. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin gửi lời chào tới MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Nguyễn Văn Quyền, tôi sinh năm 1982 đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại thì tôi đang công tác ở thành phố Hà Nội. Công việc của tôi làm về bất động sản. Mình tên Linh, bạn tên Quyền là Quyền Linh. Rồi, mời nhà gái. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh ở bên đó. Em tên là Lê Thị Hiền, em sinh năm 1984, quê em ở Thanh Hóa. Hiện em đang làm nhân viên HSE ở Bình Dương. Rồi bạn sinh năm 84 mà bạn kém ăn à, bước ra cái tôi kêu bằng em. Em làm về cái gì vậy? Dạ em làm bên nhân viên môi trường ạ. Cụ thể là sao em? Ví dụ như mấy cái khí thải hoặc là cái gọi là rác thải á, là mình phải phân loại ra. Rồi cho đưa đến công ty môi trường xử lý. Bên em là có dùng hóa chất nữa. Cho nên là mình phải làm sao mà cho công nhân sử dụng nó không có cái sự nguy hại tới công nhân á. Ưu điểm và khuyết điểm của em trai là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ. Trong tất cả các mối quan hệ thì anh đánh giá là nhiệt tình, đôi khi là nhiệt tình ngoài những cái kỳ vọng của họ. Và cái nhược điểm của em ấy thường là thường thì em ít thể hiện được bằng lời nói trước những cái người thân của mình, mà tất cả bằng thể hiện bằng hành động là chính. Rồi mời nhà gái. Em thì ưu điểm thì cũng là hòa đồng, dễ tính. Cái nhược điểm của em là hơi nóng tính, hơi bướng. Bướng hả? Dạ, em hơi bướng. Đường tình duyên của Quyền sao? Hiện tại em đã đổ vỡ một lần. Em kết hôn từ năm 2019. Em mới ly hôn vào tháng 5 năm ngoái. Em thì có một bé gái là 3 tuổi thì hiện tại đang ở với em. Lý do sao ly hôn vậy? Thực ra thì cái thời điểm đó thì cũng do áp lực của gia đình. Về cái chuyện lập gia đình thì cũng áp lực về gia đình ấy. Thì mình cái sự lựa chọn của mình nó cũng chưa thực sự chín chắn. Vợ cũ thì cũng là bằng tuổi. Cùng trong một cái hội chơi với nhau thì cả hai đều có chút vội vàng. Và cái đặc thù nữa là một trong lý do nữa thì là bạn ấy thì là cũng nhà thì cũng chỉ có 2 chị em gái mà lại ở xa. Để mà dung hòa được về một chỗ thì em thì hiện tại thì cũng ở với bố mẹ. Anh trai thì công tác xa, em gái thì lấy chồng, nên là bây giờ là chủ yếu là mọi việc gia đình là do em gánh vác. Cả hai thì hầu như cái điểm đấy là không hợp được. Vì yêu vội vã, lấy vội vã đúng không? Thôi mời nhà gái. Tình trường của mình thế nào? Tình trường của em thì em cũng đổ vỡ một lần. Em ly hôn được 6 năm rồi. Mâu thuẫn của gia đình thì do ông chồng em là hay đi nhậu về khuya. Cũng không có chia sẻ được với em nhiều. Đúng rồi, cũng không có chia sẻ được. Con của bạn bao nhiêu tuổi? Con em 15 tuổi rồi. Trai hay gái? Con gái. Ở với ai em? Dạ con gái ở với ông bà nội. Có em ở với em ai? Em ở một mình ạ. Một mình thôi? Dạ. Mình ở trọ hả? Dạ em ở trọ ạ. Bao lâu mới về quê một lần? Một năm thì nếu như có điều kiện em về 2 lần, không em về 1 lần. Còn Quyền thì hiện nay sống với gia đình đúng không? Thường thường là cứ đi lại giữa Hà Nội với Nam Định. Vì em có phương tiện thì cũng chủ động trong việc đi lại được. Nam Định đi Thanh Hóa sao? Nam Định Thanh Hóa thì khoảng tầm gần 100 cây. Sống xa mà đường cao tốc mà. Khoảng cách địa lý thì nó không có phải là vấn đề gì. Bây giờ hai bên cũng đổ vỡ 1 lần rồi. Mình sẽ cùng nhau để chia sẻ những nỗi đau ngày xưa đó và hình thành một cái niềm hạnh phúc mới cho riêng mình ha. Bây giờ chúng ta nói về tương lai đi nào. Chúng ta muốn có một người đàn ông như thế nào nè. Nói cho Lan nghe đi. Mẫu hình của người tương lai em cần là một người khỏe mạnh, chắc chắn, to. Để coi. Khỏe, mạnh, chắc chắn luôn. Xin chào anh. Khỏe. Em xác nhận là khỏe nghe. To. Gì nữa? Ví dụ như thế là tính cách thì em cũng mong như được như anh Quyền Linh thôi. Đâu có nhân bản được. Bên đây đẹp trai hơn Quỳnh Linh em ơi. Trẻ hơn Quỳnh Linh luôn á. Chứ mỗi người một tính yên cách. Yên tâm. Dạ. Thể hình gọn hơn Quỳnh Linh. Còn gì đâu em gái? Dạ em có yêu cầu là biết quan tâm chia sẻ với gia đình. Và cũng đừng có đi nhậu nhiều quá. Em sợ cái đó thôi. Quyền quan tâm chia sẻ gia đình, ông nói cho bên kia người ta biết đi. Đặc tính của anh ấy thì là nếu như với những người thân của mình thì mình không cần dùng bằng lời nói, và quan trọng là hành động của mình. Ví dụ như mà vợ có bận việc gì đó thì mình vẫn sẵn sàng là vào bếp để làm bữa, hoặc là phụ những việc gia đình cũng sẵn sàng mình làm được. Bởi vì hiện tại bây giờ là anh cũng đang chăm con, chắc chắn là điều kiện đó anh làm được. Mà một cái quan trọng là có nhậu không? Đàn ông thì chắc là mới đặc thù về công việc nữa thì nhậu thì chắc chắn là cũng rất khó. Nhưng nhậu, quan điểm của anh nhậu thì mình luôn luôn mình kiểm soát được cuộc nhậu của mình. Được ha cô gái? Được không? Dạ. Được không? Nhưng mà anh có lầy không vậy? Có lầy không? Nhậu mà có lầy, anh chào anh gái. Kiểm soát được mà. Kiểm soát được. Thật ra bây giờ ta có con mà ta phải lo cho con có 3 tuổi đó. Thì em yên tâm đi. Con nhậu cỡ nào cũng mong về với con thôi. Bây giờ em có chịu về Nam Định, Hà Nội sống không? Nếu như mà anh ấy yêu thương thì em chịu. Đó. Rồi bây giờ nhà trai. Ở Bình Dương buồn lắm em ơi. Dạ, em cũng buồn thiệt. Nè, tôi thông báo cho nhà trai biết nha. Một cô gái rất là xinh xắn luôn. Trẻ lắm. Giờ nhà trai
có hình mẫu lý tưởng nào về người vợ tương lai của mình không? Yếu tố ngoại hình thì em không có yêu cầu gì về yếu tố ngoại hình. Dạ. Vì cái quan trọng là cái tâm hồn của mình có hòa hợp được với nhau hay không mới là vấn đề. Đặc biệt nếu như chúng ta đã cùng đều đổ vỡ rồi, chúng ta nhìn nhận để xây dựng cái tương lai như nào, rút ra những cái gì mà từ những cái bài học quá khứ mới là quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đồng cảm được với nhau hay không. Một người đàn ông cũng vững chãi ha, về mặt xã hội, giao tiếp rồi công việc này kia, anh nghĩ rằng cũng tốt đó. Bây giờ thì hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà trai đi với ai vậy anh? Là em đi cùng với em vợ chồng em trai, con cậu ruột em. À dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và khán giả. Chào nhà trai. Em thấy nhà gái có hợp với lại anh của mình không? Em thấy thì chị gái thì khá là trẻ so với tuổi, cũng hiền nữa. Thấy có hợp với tính tình của anh mình không? Về hợp tính thì bước đầu là có hợp, nhưng mà sau này thì khi mà mình vào giai đoạn tìm hiểu thì em mong là hai anh chị có thể sớm được thành đôi, tìm hiểu được những cái điểm chung của nhau. Cảm ơn em. Con gái đi với ai? Em đi một mình ạ. Một mình hả? Dạ. Có Ngọc Lan lo, đừng lo gì cả. Thôi bây giờ Mở rào. Bắt đầu đi Quyền. Chào em. Em chào anh. Lần đầu gặp thì anh có cái món quà, thì anh cũng có nhờ tư vấn của em dâu anh. Đây là cái bộ sản phẩm dưỡng da. Dạ. Em xin cảm ơn anh, cũng có món quà tặng cho anh. Anh cảm ơn. Dạ. Bây giờ ngồi đối diện với nhau, nó có giống những gì mình suy nghĩ tối hôm qua, mình có mơ gì đối phương hôm nay không? Quyền nói trước đi Quyền, nhìn thẳng cô gái kia. Thực ra thì như nãy anh cũng nói rồi, chúng ta đang từng đổ vỡ. Anh cũng mong muốn là mình có thể cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu. Thì bây giờ chúng ta cũng không còn trẻ thì chắc chắn là cũng không còn những cái bồng bột nữa. Dạ. Nếu như thành vợ thành chồng thì anh tin chắc là anh có một cái bờ vai đủ rộng che chở cho gia đình của mình. Em thì em thấy anh thì cũng là con người chín chắn, biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình. Nếu mà những lời anh nói nó là sự thật đó, thì em cũng cảm thấy là mình được yên tâm, một chỗ dựa gọi là vững chắc trong cái cuộc sống còn lại. Em cũng cảm ơn anh. Nhìn tính toán thì người đang ở Bình Dương, người đang ở cái khoảng cách thì nó cũng không phải là vấn đề, tất cả cái đấy mình đều có thể khắc phục được. Anh hỏi một chút, tức là Thanh Hóa là em ở huyện nào nhỉ? Dạ em ở Triệu Sơn ạ. Là em ở xã nào? Em ở Xuân Thịnh ạ. Xưa là sinh viên thì anh học ở trong Thanh Hóa cũng khá đông. Có thể bây giờ em chỉ cần nói là cái khu vực nào đấy thôi đấy, có thể là anh sẽ chạy một mạch là đến tận khu nhà em được. Dạ. Địa hình thì anh nắm khá vững. Tính toán là khoảng bao lâu mình sẽ đến với nhau gì đó? Thì nếu như mà chúng ta đã cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu, tiến tới hôn nhân thì cái thời gian nó cũng khoảng 6 tháng đến 1 năm là cũng sẽ là phù hợp. Còn về đặc thù công việc thì chúng ta có thể khắc phục được. Anh thì có thể là đi lại giữa hai nơi thì nó là vẫn được. Vì thực ra là về đặc thù công việc thì có khi tháng cũng 1-2 lần là vào trong Sài Gòn, cũng hay vào trong Sài Gòn để công tác. Em thì giờ công việc chính là đang ở Bình Dương. Tại vì bây giờ em sống ở cái môi trường ở trong này nó cũng quen rồi. Mà cái tính em thì nó thật quen rồi. Em rất sợ. Anh cũng chia sẻ luôn thì cái mục tiêu của anh cũng không phải là anh sống ở Hà Nội, và anh cũng đã vạch ra một cái kế hoạch rất rõ cho mình, là tức là anh chỉ sống ở Hà Nội hoặc tức là anh chỉ ra ngoài để bơn trải bên ngoài khoảng tầm 3 đến 5 năm nữa. Sau đó cái mục tiêu của anh là anh vẫn muốn về quê. Thì anh cũng đã có những cái bước để chuẩn bị để làm sao để sau này mình có những cuộc sống là ở quê rồi. Bố mẹ thì bây giờ cũng ngoài 70, con thì nhỏ nên chắc chắn mình cũng không thể là lăn lộn ở bên ngoài mãi được. Nam Định cũng xa đấy nhỉ? Thực ra nếu như so với Hà Nội thì xa, nhưng nếu vào Thanh Hóa thì là gần. Yeah. Nếu như em ở Triệu Sơn thì anh ở Yên, thì từ nhà anh vào nhà em nó chỉ rơi khoảng tầm 60-70 cây. Mà anh cũng có phương tiện rồi thì nó cũng không phải là cái vấn đề cái gì nó khó khăn lắm. Em nghĩ là em sẽ hướng vào Bình Dương mua bán bất động sản không? Trước đây thì em có, nhưng bây giờ thì em chủ yếu tập trung thị trường ngoài Bắc, cũng đang lên kế hoạch để mở công ty riêng. Em chỉ có một cái ước mơ bình dị là sau những cái lần mà đổ vỡ, sau những cái lần mà mình bôn ba nhiều quá, em chỉ cần dựa bên cái người chồng của em thôi. Chứ còn những cái việc mà để bảo em gọi là, em cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà cái tâm của em là mọi việc nó đều nhàn nhã, chứ em không thích tranh đua với lại ngoài đời nữa. À được. Anh cũng đã là người là từng trải. Dạ. Với hai nữa thì là anh đủ tự tin để là nếu như mình có một cái thời gian nó không phải vội như trước, qua một lần đổ vỡ thì mỗi một lần thất bại thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu khác nhau để làm sao để mà xây dựng những cái nó tốt đẹp hơn. Hiện tại con anh mới có 3 tuổi mà cháu thì đang ở với anh,
anh chăm cháu gần một năm nay rồi, anh chỉ nhờ ông bà là trông coi ấy, thì và cứ thường xuyên là một tuần thì cũng khoảng tầm 2-3 lần lại về dưới quê, lại chạy xe, tức là lúc nào rảnh cái mình lại chạy xe về để chơi và chăm con. Mình còn quen nhau mà tìm hiểu nhau nữa, trong thời gian đó mình suy nghĩ coi có thể thay đổi thế nào thì do các bạn. Bây giờ Quyền tiến tới giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu. Đây đó, hai người nhìn gần nhau xíu nữa. Quyền thấy cô con gái này như thế nào, có làm mình rung động hay thế nào, cảm xúc thế nào? Nếu như mà đúng như em chia sẻ là em là một người thích một cuộc sống bình yên, bình yên ở đây nó quan trọng là từ trong cái nội tâm của mình. Thì những người mà có cái nội tâm mà mong muốn cái gì đó nó yên bình thì cũng rất giống với những cái mong muốn mà anh đang mong muốn, là mục tiêu anh chỉ bôn ba bên ngoài khoảng tầm 3-5 năm nữa, sau đó mình sẽ về quê. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ cùng về quê để xây đắp một cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Em thấy những lời anh nói thì em có thể là tin tưởng được. Em cảm ơn. Hãy hát một đoạn ca khúc nào để tặng cho bạn của mình đi. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muỗm xanh qua bao quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xó dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. 9 tháng mẹ hiền, từng bậc lo âu và thương nhớ. 9 tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc. 9 cung đàn, 9 cung đàn, 9 bậc tình yêu, 9 khúc đợi chờ ngày hội vui anh về quê thăm. Bắc chiếc cầu vòng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người. 9 cung đàn, 9 cung đàn, 9 bậc tình yêu. Anh, cái bài này tuổi gì? Dạ, 9 bậc tình yêu ạ. 9 bậc tình yêu hả? Lần đầu tiên em nghe bài này, những cái lời hát nó rất là có ý nghĩa, dễ thương quá, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mời em gái đáp lại đi. Em còn phải hát ạ. Kệ nó, hát lại đi em. Này em hơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho tình yêu chấp canh, nỗi đau người tình si. Người yêu hỡi. Nào bây giờ chúng ta trở về vị trí. Anh chị về chỗ. Sau cuộc trò chuyện giao lưu với nhau về cảm xúc, về tất cả mọi thứ, đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Kiểm tra lại con tim mình cho nó chính xác. Cảm giác được thì bấm, không được thì không cần bấm. Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1, 2. Chính thức ta hẹn hò với nhau, đẹp đôi đó. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió rồi, cố gắng quan trọng là em đó. Người phụ nữ này vẫn còn những cái băn khoăn về khoảng cách và sự thay đổi. Chúng ta làm sao để thuyết phục điều đó? Nghĩ rằng cô gái rất là ấm áp để chia sẻ những khó khăn ngoài cuộc đời dông bão của em. Đó là một nụ hôn đầu tiên. Có đang có lợi thế rồi đó, không có biết quay mà mình chuẩn bị tốt ha. Rồi. À, bây giờ tôi vui lên để em sẽ hỏi rồi mình trả lời thôi chị ha. Mình cứ trả lời thẳng thật rồi chân thành vô là được rồi. Dạ rồi, bây giờ mời chị giới thiệu về bản thân trước nè. Họ tên, công việc, rồi quê quán, tuổi tác của mình nè. Dạ mời. À, họ tên mình là, tên đầy đủ là Phan Thị Sáu trong chứng minh thư ạ. Tên dài như vậy hả chị? Dạ. Rồi đọc lại giùm em nè. Tên đầy đủ trong chứng minh thư là Phan Thị Sáu. Phan Thị Sáu, rồi. Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1967. 1967. Dạ. Dạ rồi. Em nhìn thấy chị rất là trẻ luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ cho em cái công việc của mình. Mình có còn đang đi làm công việc gì chị ha? Đang sống ở đâu? Mình là nhà thuốc đông y. Vâng, thuốc lam gia truyền.
nhà thuốc đông y. Ở đâu chị? Là ở đâu? Đang công tác tại Đắk Lắk. Đang công tác hay là gia đình chị thì ở đâu? Gia đình đang làm việc tại Đắk Lắk ạ. Dạ. Rồi chị chia sẻ một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh thì cũng chịu khó làm. Vâng, cũng chịu khó làm, chịu khó học hỏi. Và điểm yếu là hay quên. Hay quên rồi ạ. Rồi. Tình yêu thì sao rồi? Chị từng kết hôn chưa ạ? Đã từng kết hôn rồi, kết hôn một lần rồi nhưng mà chia tay ông xã đã từ lâu rồi. Vâng, chia tay từ năm 1997. Dạ, yeah. Chị nói luôn là cái hôn nhân đó thì sao ạ? Lý do chia tay rồi sống với nhau bao lâu rồi có con hay không ạ? Sống với nhau được tầm độ 5 năm rồi ạ. Thì là không hợp nhau. Vâng, thì là chia tay từ đó đến nay ạ. Và mình có một con trai, một con gái, hiện bây giờ là đi xây dựng gia đình hết rồi. Mình vào trong này là mình người ở ngoài Hà Nội đó. Vào trong này, vào trong Đắk Lắk này là làm mua đất làm nhà ở trong này. Và hiện tại bây giờ là đang ở trong này để làm thuốc đông y. Mà hồi trước thì sao mà chia tay với chồng vậy chị ha? À, chia tay đấy là cái thời đấy còn trẻ đó thì là có nghĩa là cũng là không hợp. Và không hợp thời còn trẻ thì là không hợp thì là chia tay. Và thì bây giờ thì hiện tại thì bây giờ ông xã cũng đã mất rồi và cũng đã có gia đình riêng và đã mất rồi. Rồi lý do là sao mà chị không tìm được người phù hợp mà chị phải tham gia chương trình? Lý do là thực ra mà nói thì mình không tìm được người phù hợp đó cũng không biết làm sao. Và không tìm được thì thôi nhờ đến chương trình là tìm giúp. Và tìm giúp mình để có một người bầu bạn lúc tuổi về già. Dạ rồi, vậy chị mong muốn tìm một người như thế nào chị? Mình mong muốn tìm được một người hơn mình tầm độ 5 đến 10 tuổi. Và mà người ta không cờ bạc, không rượu chè, có công ăn việc làm ổn định. Rồi nghề nghiệp làm tài xế thì được không? Rồi chị đi theo chồng được không? Nghề nghiệp tài xế thì mình không thích ạ. Còn đi theo chồng thì nếu cảm thấy là hoàn cảnh phù hợp thì là mình sẽ đi theo. Còn nếu không có thì là về đây ở Vinh. Về đây làm thuốc cùng mình ạ. Rồi. Con thưa chị. Chị có ca hát gì được không ạ? Cũng tạm tạm thôi ạ. Rồi mời chị hát vài câu giùm em nha. Hát luôn chị ơi, chơi tới luôn chị ơi, vui mà. Vâng, hát bài Đoạn Tuyệt thôi ạ. Rồi mời chị. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt từ đây. Ngày buồn đã tới, lại rơi của tôi sang người. Tình đã ua sâu, mình đã thôi nhau. Từ đây biết gì đời tôi sẽ đi về đâu. Đường lắm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn đâu giữ chi thêm. Được rồi, em cảm ơn chị nhiều á. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Nếu được chọn thì bên em liên hệ cho mình nha. Rồi chắc mình xuống Sài Gòn này đi để mà đi ghi hình được đúng không chị? Vâng ạ, đi được ạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ rồi, xong rồi đó, bằng cách chị xong rồi. Em cảm ơn nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ. Bên mình ạ. Họ tên, công việc, quê quán của mình ạ. Em tên Bùi Anh Sơn. Quê quán thì là ở
Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình, nhưng mà chuyển vào trong Đồng Nai làm ăn rồi. Mình cứ tìm một cái chỗ mình ngồi để camera cố định giùm bên mình xíu nha. Vâng. Này. Được chứ chị. Rồi. Không biết được không mà nhìn thấy đẹp trai hơn rồi đấy. Rồi bây giờ xin mời tự tin, chia sẻ, chủ động, quyết chiến, quyết thắng nha. Bây giờ mình không tự tin thì mình không cô gái được đâu. Rồi tự nhiên nói quyết chiến, quyết thắng, bỏ đi đâu rồi? À, alo. Đây. Ai dám bỏ đi đâu. Nghe sợ quá, bỏ đi luôn. Rồi. Wow, mình đang ở chỗ làm hay ở nhà hay sao vậy bạn? Em đang ở nhà, nay vừa đi xe em không được. Mà lái rồi. Xe vẫn học sinh nhưng mà. À. Rồi, bây giờ mình cái công việc của mình là gì đó ha? Tài xế đưa đón học sinh. Tài xế đưa đón học sinh. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu thế? Em sinh năm 1980, giấy nếu mà sinh đẻ thì là 81. Còn nhưng giấy mà tuổi thật là 80 đúng không? Tuổi thật là 81, nhưng mà giấy tờ thì là 80. Giấy tờ 80 mà tuổi thật là 81. Vâng. Giấy tờ là tuổi giả mà tuổi thật là mới là tuổi thật. Tuổi thật thì bố mẹ lại không làm tuổi thật, bố mẹ làm tuổi già thì phải chịu sao được, từ bé rồi phải chịu sao được chị. Vậy là bố mẹ tại sao lại không làm tuổi thật mà đi làm tuổi giả? Ngày xưa thì là đẻ ra ở Thanh Hóa, bố đưa đờ luôn. Ừ, nói tới nói lui bây giờ cuối cùng là anh tuổi thật là 80 mà tuổi giả là 81 đúng không? Tuổi thật là 81 mà tuổi giả là 80, là tuổi theo giấy tờ hiện tại ấy. Chứng minh nhân dân viết là sinh 1980. Vâng. Rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? À? Hiện tại bây giờ đang tạm trú tại Biên Hòa, Đồng Nai, xã Tam Phước. Nhà của ai anh? Đang ở trọ nhà anh trai. Dạ. Rồi anh buồn ngủ không? Nó vừa đi từ 3 giờ sáng mới về lúc 1 giờ chiều. Vâng. Rồi bây giờ anh chia sẻ đi, mình đã từng kết hôn chưa ạ? Em từng xây dựng gia đình năm 2009 rồi. Rồi sao nữa, bây giờ kể của hôn nhân đó đi. Quen ở bao lâu, có con gì hay không ạ? Úi dồi ôi, cuộc hôn nhân là do bố mẹ giục lấy vợ quá thì cứ lấy cho nó xong, không tìm hiểu kỹ, dẫn đến duyên nó sau 12 năm duyên nó đến thế. 12 năm? Mấy người con? Hai người con, hai cậu trai, rồi một cậu lớn đang ở với bố. Cậu lớn bao nhiêu tuổi rồi? Sinh 2009 ạ. Trời ơi, ông nói ba mẹ gì đâu, cưới đại gì đó mà cũng hai người con ở mười mấy năm mà sao chia tay? Chia tay là do em mới chia tay được 2 năm mà. Em trước em ngoài Hà Nội em làm 19 năm, em vừa mới phải nghỉ lúc. Em vừa nghỉ ngày 27 tháng 9 năm 2022 ngoài Hà Nội. Là cũng em... tài xế hả? Anh cũng làm tài xế hay sao? Ngày xưa em làm ở xe buýt Hà Nội. Dạ. Yeah. 19 năm rồi. Do cậu con trai thì cậu ấy quá nên giờ bố phải vào trong đây để, bởi vì lúc ly dị thì các bác ở trong miền Nam, trong Đồng Nai này đưa cháu vào đây để cho cháu nó học hành. Ừ. Nhưng mà sau một thời gian thì tuổi bắt đầu như tuổi lớp 8 là tuổi nó là đang cái tuổi nửa người lớn nửa trẻ con ấy, nên là các bác bảo thôi chú vào đi. Chú vào đi để còn bố con ở với nhau để còn quản lý được. Chứ còn các bác thì các bác nhiều thứ các bác không thể nói được. Chú phải vào được khoảng độ
một tuần thì xin được công việc đưa đón học sinh, vừa có thời gian trông con vừa đấy. Và thì cũng bảo đến tuổi thì cũng phải đi kiếm cái gì đó nó một nửa của mình, nó cẩn thận một chút, không thể như trước được. Rồi vậy thì, nhưng mà lúc trước là cái lý do ly hôn là gì anh? Bởi vì là em trước ở thì là một tháng em chỉ về 2 lần thôi, nên là họ thì tình chung quy là tại cái dịch Covid ấy. Cái dịch Covid về ở thì nó hiểu nhau nhiều quá dẫn đến dẫn tới chia tay, chứ thật ra tuần dạng lần 2 lần nhưng mà hạnh phúc đúng không? Cũng hạnh phúc chứ không, bởi vì tìm hiểu là có được có 3 ngày đã cưới, 3 lần được 1 tháng cưới rồi nên vội vàng quá. Nhưng mà khi xác định có con rồi thì mình vẫn cứ phấn đấu. Người phụ nữ thì người ta lại không hiểu rõ cái đấy, nhưng mà nói chung là đã là ly dị rồi thì nói chung mình không có thể nói sai ở ai được, cả hai đều sai đấy thôi. Cái duyên đến thế thì mình xác định được kiếm người làm sao nó sống hiểu nhau ấy. Cố gắng phụ nữ chẳng may rơi vào người phụ nữ mình cảm thấy 12 năm đã bao giờ phải lo cho vợ lo vợ đâu, vợ phải đi vay mượn cái gì đâu, 12 năm rồi vợ chỉ ở nhà thôi. Rồi bây giờ anh muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung là cũng biết đối nhân xử thế và đời sống những người ta đã nói nào, tính cách thì làm sao sống hướng thiện, hai là biết trên biết dưới. Khi người đàn ông người ta đã làm hết việc cho mình rồi thì mình phải biết cái đó, chứ đừng nghĩ là cái việc đấy là mình được như vậy, là dẫn đến cái tính cách suy nghĩ lệch lạc đi. Khi chuyện nó xảy ra với biến cố gì đó chẳng hạn thì lại suy nghĩ theo cái khác. Nói chung là phải người phụ nữ biết hiểu chuyện. Rồi quê quán ở đâu được, và người đó ly dị đang nuôi con rồi được không? Được mà, em cái đấy không quan trọng, bởi em xác định em ở trong này rồi mà, cũng mua đất rồi nhưng mà vẫn đang nợ một nửa. Xác định ở trong này hả? Vậy nếu mà về Bắc được không? Về Bắc à? Ừ. Về Bắc làm gì? Có bạn gái mà ở ngoài Bắc thì sao? Chịu không? Ôi, bạn gái từ ngoài Bắc à? Mình cũng từng sống ở ngoài đó rồi, thì văn hóa mọi thứ mình cũng biết mà. Nếu về đó cùng bạn gái lập nghiệp được không? Là cũng khó quá, nếu mà ở ngoài Bắc thì... chị phải nhớ em đã chấp nhận bỏ tới 19 năm vào đây. Không thì cái này là tụi tôi chỉ hỏi thôi, còn cái việc ví dụ giờ cái cô đó, tại vì mình là người Bắc thì cái văn hóa người Bắc nó sẽ phù hợp với mình hơn đó, còn tụi tôi chỉ gợi ý thế thôi. Anh không thích thì cứ chia sẻ thôi ha, chứ còn nhiều người sống ở trong miền Nam mà lại đòi gái, lại không chịu cái người miền Tây ở miền Nam ở trong này chẳng hạn. Còn bây giờ người Bắc phù hợp hơn thì cái đó chuyện hai người có thể thương lượng sau, tùy. Dĩ nhiên nó nhiều vấn đề khác nữa. Còn mình không thích thì thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi à. Tại vì anh có thể có những cái điều kiện nó phù hợp với cái cô gái mà người ta đang có nhu cầu tìm người yêu. Đó. Chỉ có điều nó hơi khó khăn phần khoảng cách địa lý đó thôi. Rồi. Còn nếu mà anh muốn ở trong Nam thì có không thích người miền nào hay không? Hay là Trung, miền Tây gì cũng được. Em cứ miễn là người Việt Nam là được.
mày đã là người Việt Nam sao lại cứ phải phân biệt vùng miền làm gì chị? Mỗi người ở đâu cũng có người nọ người kia mà. Sống quan trọng là sống tốt là được sao đâu, sống hướng thiện là biết lạ là biết biết vị tha là được sao đâu, là hiểu người đâu. Phụ nữ người ta chỉ cần sống đơn giản, có trách nhiệm với gia đình cũng như người đàn ông cũng thế thôi cho đâu. Khi mà hai người cố gắng cuộc sống là khác chứ cần đừng. Bởi vì tính em thì nó hướng nội, sống nó tình cảm hơn, tình cảm nhiều hơn. Đấy là tính cách của em. Bởi em rồi em... ok. Rồi được rồi anh. Nếu mà được chọn á thì bên chương trình sẽ có người gọi để trao đổi với mình thêm nha. Dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Cảm ơn chị.